mang tên uh, box set lót Fragment Ok Đây là một cái con game mà nhìn qua thì nó khá giống con uh, The room không biết là anh em đã chơi game The room chưa uh, nhưng mà cái con game đấy là một trong cái con game uh, giải đố cực kỳ khó luôn Hy vọng rằng là ngày hôm nay chúng ta sẽ nếu như mà ở đây bây giờ các bạn đừng có lên 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 xem hướng dẫn những anh em nào đang xem ở đây thì có gì đoạn nào mà tôi kẹt chúng ta cùng tìm cái hướng giải quyết Thay vì việc là các bạn lên xem uh, uh, clip chơi rồi xong Rồi ngồi về chỉ Nó mất vui Ok nhá Cảm ơn uh, mọi người uh, tặng những cái sticker nhá Thì tôi sẽ chiến thử này Let's go Chapter 1 Nên nhớ rằng là chúng ta đang chơi game Chứ đéo phải là chúng ta em đi xem hướng dẫn để giải quyết game Đó à. 3D 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 Ngày xưa The Room là anh chơi ở trên điện thoại Nó như kiểu nó có những cái cỗ máy ấy Và các bạn phải tìm cách để mở được những, được những cái cỗ, cỗ máy đấy ra Không con này nó không dùng rất tí like đâu Ok Mở dương đúng không Kéo này ok Tutorial ok Click vào item Chúng ta lấy được uh, một cái uh, for the Key Ui rồi Có nghĩa là trong cái item chúng ta còn lấy được đồ À Mình phải mở khóa được cái item đấy để nó biến thành cái chìa khóa Ok Đây là những cái lời hướng dẫn thôi Tôi nghĩ ở đây không phải là một cái trò chơi dễ Mà ai cũng có thể chơi được nếu như bạn là một người thông minh hoặc là bạn là một người uh, hoặc là một nhóm người đang chơi thì mới nên chơi game này chứ còn chơi một mình thì nghỉ mẹ đi bạn gì phát game đi Chúc bạn may mắn. Ok, đây là lời gửi uh, lời nhắn nhủ từ phía nhà phát triển. Oh. Ok, right click uh, to close này. Zoom out này. Click drag. À. Rồi, tôi nghĩ là những cái nhiệm vụ đầu tiên nó rất đơn giản. Ở đây có một cái ổ khóa, chúng ta sẽ so the. Đây, đây dùng cái khóa này. À. Đấy. Mẹ vừa hay, vừa hay tôi lại chơi nghề trò này mẹ luôn. Ok. Rồi 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 rồi. Rồi. Dracky à kéo cái chìa khóa. Úi, trời ơi. Mới mà tutorial mà. Vặn này Thề những cái con game này nó ảo dã man luôn các bạn ạ Ảo cực kỳ luôn Nếu mà anh em đã từng chơi The Room rồi Thì các thì anh em mới biết cái độ ảo của nó kinh khủng như nào Cảm ơn anh em tặng sticker nhá Chúng ta lấy được một cái mặt nạ các bạn ạ Rồi Sau khi lấy cái mặt nạ ra thì tất cả các cửa đều bị đóng Nó nhiều chúng ta lấy được một cái kho báu và bị phong ấn đấy How of Da Vinci á Hình như trò đấy chưa Ok trên cái bảng này thì có 1 đến 5 la mã này Ờ Ủa vậy Câu đố đây à Một là Intinum Hai là Nesert Ba là Contigon Ôi nhiệm vụ đây luôn à Hình như là nhiệm vụ của chúng ta sẽ phải thoát ra khỏi cái căn căn phòng này các bạn ạ. Ở đây có những cái gì đây? Ờ đây là một cái như kiểu dạng đồng hồ quả quýt. Fragment mình collect. À. Pin À có là chúng ta sẽ phải tìm một cái chỗ nào để mà đặt được cái này vào. Tìm chỗ nào để đặt cái này vào à? Oh cái này quay được nha. không phải Không có gì Không phải là đặt vào đây rồi các bạn ạ Không phải đặt vào đây rồi Để xem nào Thằng này còn cái gì nữa không Thế thì mình phải kiếm cái gì khác Đồng hồ này Đây Cũng không phải Ôi, đi tìm tiếp ra nào Đây là những cái cửa sổ này Thật ra những cái con game này thì uh, Chúng ta sẽ phải mò mẫm rất là nhiều các bạn ạ Phải mò mẫm rất là nhiều Chứ không phải là muốn qua là qua được luôn đâu Ôi, Bye bye anh em, anh em mới vào nhá Nhà tứ ca Nhưng lại có 5 la mã À đây, 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 rồi ôi Tìm đâu thế, không biết Rồi, cái này sáng rồi này Và chúng ta phải tìm 5 cái như này Để lắp vào đây <laughs> Một cái đồng hồ Mẹ cứ đi tìm, cứ đi tìm chỗ nhét Vậy là chúng ta sẽ đi vào 5 cánh cửa để mà Đây Bây giờ mới là vấn đề đây không biết mọi người uh, có thấy chóng mặt không? tôi không hiểu sao cái con game này tôi tôi để chóng mặt thế nhở ở đây có một cái ổ khóa này uh, bên trong này có một cái gì đấy này cái gì đây à gớm chưa gớm chưa mở ra rồi lấy được một cái chìa khóa object object fold. ok khả năng là cái này là gì cái này cái này chưa vặn được này cái này chưa vặn được đây chắc là cha vào đây đúng không chính xác lấy được uh, một cái mảnh nhiều mảnh huy hiệu machine cắt đít chưa ta, không có gì xảy xảy ra à? À, xoay cả cái này đã, đây 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 đây, đây, rồi phải phải xoay đúng phải xoay đúng. Ờ à, bây giờ nó thành một cái đĩa Ở à đây đây lắp đây lắp đây lắp đây lắp đây lắp đây đúng không Lắp đây Rồi Hủy diệt Mở này Lấy được một quả cầu Mê từng sờ phe re Trong quả này có gì không? không phải lắp đây à? à đây trên này trên này trên này chính xác luôn ui ai idol men vãi đái nó không có nút hin đây hình như nút hin đây này bây giờ làm sao mà đoạn nào mà tôi kẹt mắt anh em cùng nghĩ cách cách giải quyết xem cái này quay được chưa? À được đấy rồi, cái này quay được đấy Từ từ nhá, để tôi xem cái này quay để làm gì cơ Ờ, mục đích cái này quay điểm gì nhở? Manh mối nó nằm ở đâu ta? Cái này manh mối nằm ở đâu nhở? Trên này có gì không? Cái này quay quay thôi, cái này quay quay thôi Thế thì khả năng là mình giải quyết được câu đố ở đây Giải quyết được câu đố ở đây Nó muốn mình tạo ra hình gì nhở Chưa biết là nó, 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 nó muốn mình tạo ra cái 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 hình gì Là sao ta Gợi ý ở đâu nhỉ? Ờ cái 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 này xong rồi này. Trong này có một quả địa cầu này. Ui cái cái dòng game này nó khó mà các bạn, dòng game này nó khó kinh khủng ấy. Cái đằng sau kiểu bản đồ mấy lỗ tròn chỉ địa điểm á? Đằng sau. À. Đằng sau này á? Đây trong này có trong này có một tấm bản đồ này. Nhưng mà chắc là đéo phải. Đéo liên quan. Ủa sao? Đoạn này nhá, từ từ. Nó không cho mình cái gợi ý gì nhở Mặt đối diện có gì kìa á? Mặt đối diện Mặt đối diện đây á à từ từ nhá có có mấy hình tròn có hai hình tròn khó nhìn thế nhở có một hình tròn có hình vuông ở giữa phải nói không ta hình tròn có hình vuông ở giữa Chỗ này có mấy hình tròn cơ mà Chỗ này có có mấy hình tròn cơ Thế thì Đó phải Thế mục đích của, của, của nó là gì Cái trên bản đồ đang quay Đây, đây 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 có một cái bản đồ này, các bạn này Đây có một cái bản đồ này Cái này giải rồi này Cái này giải rồi này Để xem cái này với cả Để xem cái này nữa nào Cái này với cả cái mình đang giải quyết nó có liên quan không Xem liên quan không nhá Vừa lấy mình lắp Mình lắp cái uh, quả bóng vào đây À Quay được này Trời ơi Giờ mới giải được nó Rồi bảo sao mẹ cứ vặn cứ vặn thôi Đấy rồi Ô. À, làm sao cho tất cả các ô này nó sáng lên đúng không ta đây. đây 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 OK được rồi bảo sao mình bảo sao lắp cái kia vào đều có tác dụng gì cái gì đây? ừ uhm, cái này là cái gì ta? Thế thì sẽ có một cái manh mối sẽ có các một cái manh mối liên quan đến bốn cái ký tự này bốn uh, ký tự này à? Chúng ta xem nó đang viết ở đâu nào Chúng ta sẽ phải xem bốn ký tự này nó đang viết ở đâu Trong quả địa cầu này có gì không Bốn góc không có gì cái này là hết này cái này là hết cái này đứng yên này cái này đứng yên này thật ra cái này mình có thể đổi chỗ cho chúng nó được nhưng mà để làm đéo gì nhỉ ừ cái này cái mở hộp Để xem nào xem xem dưới chân nữa nào à ôi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi trên là cái cái hình gót đập ua dưới là cây đàn gót đập ua cây đàn W gót đập ua cây đàn W xong ngư Sông ngư xong ngư sẽ nằm ở bên này xong ngư nằm ở bên này này gót đập ua ở trên này từ 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 cây đàn cây đàn gót đầu ua này w w này cây đàn đây này ơ à. gót đầu ua thế thì mình nhầm vị trí của hai cái này à hay là phải cho nó vào nhà ấy Ok. yeah, ngoài wow, đi sâu vào bên trong có một cái bức tượng, tay nó cầm một cái đồng hồ quả quýt, ai ra, rồi mở, lấy được một cái sở chen ghe compact, cái này cái này lắp vào đâu cái này lắp vào đâu này, cái lắp vào đâu này để tôi xem nào còn cái gì mình chưa tương tác nhở đây chăng không phải cái này nó như ở một cái mặt dây chuyền đấy đây, đây 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 lắp đây chính xác ok mục đích là gì ta tự nhiên nó nhảy hai hai nhảy hai cái chấm sáng này à mình sẽ mò đến cái nào uh, sáng đủ đèn à đơn giản rồi một cái đầu sói uu đầu gấu đầu gấu bia xích figure có vẻ như là cái uh, căn phòng đầu tiên mình không gặp uh, nhiều khó khăn cho lắm, ok cánh cửa thứ hai được mở ra từ từ nhá từ từ trước khi vào cái cánh cửa thứ hai mình mang cái này về lắp đúng không? phải mang cái này về lắp không? À, không phải à? là mang mình mang cái cái này theo à? mẹ tưởng xong rồi là đéo phải các bạn ạ tưởng xong rồi nó đéo phải ồ oh, lắp vào khiên được này trong cái bộ áo giáp có một cánh cửa ấy à một bức ảnh đây rồi đây rồi mặt dây chuyền mặt dây chuyền gì đấy ở đây à Nhìn thấy bắt dây chuyền thôi mà đéo lấy ra được Mẹ nó chỉ là ảnh vẽ các bạn ạ Nó chỉ là ảnh vẽ Đéo rút xuống được Đéo rút xuống được Để xem nào Đồng hồ này mình có chỉnh được không Đồng hồ này thiếu một cái gì đấy để lắp vào này Có thể là bây giờ chưa lắp được Mình sẽ sang bàn hai đi Sang bàn hai đi Có bốn cánh cửa thôi bốn đến cửa tượng trưng uh, cho bốn cho bốn cái máy vậy đừng anh em nào xem đáp án rồi nhá phải chơi từ từ xuôi <laughs> mẹ máy móc kinh nhờ ờ... nó chỉ mở ra thôi nó chỉ mở ra thôi mình 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 không lấy được gì cả Cái gì ở đây Cái này nó như ở mặt nạ của thằng Zihin đấy nào Đúng rồi game này nó phải tự mò cơ Tôi không biết là những cái lời này nó có liên quan gì đến cách giải hay không Hay là nó chỉ là một cái cốt truyện thôi một cái tờ nốt các bạn ạ, một cái tờ nốt Ở đây có một chồng chồng sách này à Chúng ta tìm được một một quyển sách Trong quyển sách Sờ handle Tay nắm cửa Ok hết rồi bây giờ mình sẽ giải quyết cái máy này Nhà tứ ca mà ok bye bye, bye. anh em mới vào nhá Ok chúng ta sẽ phải tìm cái uh, mốc thời gian để mà Chỉnh các cái kim này Ok uhm. Đây có một cái hình vuông Khả năng là thiếu đồ gì đấy lắp vào đây Dưới này có một cái bánh răng cưa này Quay được nhá quay được này À, quay để mở cửa thiếu hình như là thiếu bánh răng cưa lắm ở đây thông thường cái trò này cái bàn một rất là dễ nhưng mà bắt đầu từ cái bàn hai à phanh à đây đây bánh răng cưa mà vừa lấy mình bảo đấy bánh răng cưa đây không phải à Thế này sao? Hay, hay hay lắp đây ta. Hay lắp đây ta. Đúng luôn. À! Handle 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 handle. Cái handle này lắp vào chỗ bánh tăng cưa ở phía ở phía bên này. Đây. Thì sẽ quay được đúng không? Không phải à? Mẹ suy đoán sai hết à? hay ở đây hay ở trên này hmm. còn phía trên đầu này mình 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 chưa tương tác này cái này là cái gì ồ oh, cái này quay được nhá lại một cái sờ mo handle tiếp hai cái sờ mo handle gì nhỉ? Mình, mình 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 chưa biết cái cái mốc thời gian. Mình chưa biết cái mốc thời gian để mà mình chỉnh cái này. Cái này cái đây không hoạt động nữa này. Cái này đúng rồi là không hoạt động nữa này. Ờ ở đây có tờ giấy viết này. Mọi người nhìn hộ tôi cái tờ giấy này nó có nhắc gì đến cái mốc thời gian không? kéo cái vạch xanh xem được không á từ từ thế nào. Hay là nó chỉ là một cái nữa giải thích cốt truyện thôi, giới thiệu cốt truyện thôi. Chắc là điều có đâu đúng không? Tại vì thông thường những cái con game này là giải quyết trên máy móc hết. Không đúng không? Ok. Còn cái gì nhỉ? Còn cái gì mình 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 chưa động vào nhỉ? À đây 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 đây. Đây 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 đây. Đây. đây, đây. đây. À sẽ phải tìm cái hình các bạn ạ Tìm cái hình đúng à. Từ 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 Mẹ cái này chắc là ảnh hưởng đến 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 cái gì rồi Theo như thói quen của tôi từng chơi The Room thì thông thường cái này Nó sẽ ảnh hưởng đến một cái nào đấy Được rồi, rồi bắt đầu từ 1-1 này Không có gì này Sang Từ hình 2 này Đây rồi Mê tình đít Mê tình đít Vẫn dò được tiếp này Không có gì hết 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 Đây rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Kéo này xuống. À. Rồi, cái tay nắm này lắp vào đây. Đây đúng không? Lắp đây vặn đúng không? Chính xác. Rồi, có bây giờ mình vặn làm sao cho cái hoa văn này vặn vặn sao cho cái hoa văn này nó liền mạch này. sai sai cái thứ ba sai cái thứ ba vẫn sai ở đây có một cái gì này nhưng mà như này có phải vẫn sai đây đây dưới dưới đây có 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 một cái gì ấy vặn sao sao cho đúng ta như nào mới đúng nhở ok 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 vẫn sai mẹ chưa nhìn ra hình đúng đấy như này vẫn bị lệch ôi vẫn sai à không theo hình đâu vẫn đủ để lấy lấy đồ là được rồi á à đây ui rồi ôi mẹ nó nguyên hình tròn đây ạ à. nó nguyên hình tròn đây lại còn cứ xoay đi tìm ok có một thằng uh, lính chi này đằng sau nó có dây cót này à lấy được cái 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 khóa cót lấy được cái khóa cót khóa cót à khóa cót à đồng hồ đúng đúng là đồng hồ mọi cái này thì là cái gì? Cái này là cái gì? Nó tự quay Nó tự quay mình không tương tác được Nó quay đến tầm 12 giờ tự nhiên cái âm thanh của nó khác nhá ở à đây nút này bấm được rồi. À. Rồi. Đặt mấy cái này vào mấy ô này. Ui dồi ôi Mẹ căn perfect căn perfect này. Trượt hộ. hộ. trượt hộ, hộ. trượt hộ, hộ đủ chưa dồn lỗ một rồn lỗ hai lỗ dồn ba rồn lỗ bốn lỗ rồn năm rồn lỗ sáu lỗ rồn bảy rồn lỗ tám lỗ rồn chín rồn lỗ mười lỗ rồn ờ à, cái này nó cái kính viễn vọng ấy à đây là cái kính săn ma Ê Trên đầu thằng lính chi có số 69 Trên đầu thằng lính chi có số 69 nhá Trong này thì có Cái đinh ba này Trong này có đinh ba này Đồng hồ đang chỉ 6 giờ kém 15 à? 6 giờ kém 15 Đinh 3 và 6 giờ kém 15 Đây 69 này 69 và đinh 3 Ha 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 Gạt cân xanh nào Gạt cân xanh nào Chúng ta lấy được một cái đồng hồ cát Onet Hauglas ngon vượt qua cánh cửa thứ hai luôn đồng hồ đồng hồ có khi là liên quan đến 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 đồng hồ không đồng hồ con ong đồng hồ à ôi dưới này có cái gì này dưới này có cái gì lắp được này ui chính xác rồi chính xác rồi thôi thề mẹ mấy ông làm ra mấy làm làm ra con game này mẹ mẹ não to vãi đái luôn ấy não to vãi đái luôn anh nói cái dồn lỗ đấy chả bao giờ vấp cả à, một cánh cửa uhm. Có khi nào mình chưa đủ item để mà giải quyết nó không? Okay, Ê! đến cửa ba đi Đến, mình đến cửa ba đi Game này, game này lâu mà Game này đợt trước anh, anh cái con The Room anh chơi phải mấy tháng ấy Mà không xem hướng dẫn Phải chơi mấy tháng mới xong ấy Ở đây có một cái ổ khóa nhá Chúng ta sẽ phải kiếm chìa khóa đây lắp vào đây này ở đây thì sao? Chưa tương tác được này. Đây thì sao? À, rồi. Nhìn ra vấn đề luôn. Ok. Vàng đỏ lá cây nước biển. Vàng đỏ lá cây nước biển này. Vàng đỏ lá cây nước biển. Cái này là cái gì? không tương tác được ơ à, được, được, được hình như được hình như được ui chìa khóa chìa khóa chìa khóa ok chúng ta lấy được một quả cầu ui rồi à xanh này Ui giời ơi Con giờ hâu Da Vinci cũng tương tự à Ok lúc nào uh, rảnh thì chiến Ok chúng ta lấy được một cái tun Một cái bông hoa Bông hoa sẽ kiếm chỗ lắp Để xem mặt nó nào Nó như kiểu uh, cái toluvit ấy Như kiểu cái tô vít ấy Bây giờ kiếm chỗ để lắp vào vàng đỏ xanh là cây xanh nước biển cái này có gì không ô cái này không có gì à trên này à hình như không phải ờ cái lỗ ở đâu nhở từ từ cái lỗ ở đâu ta Tại sao cái này lại là vàng đỏ xanh là cây xanh nước biển nhỉ? Tím Mình 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 đang có cái tool này mà mình đang chưa biết là nhét nó vào đâu. Không được, mấy cái này không tương tác được. Cái bông hoa này là hàm ý gì ta? Vàng đỏ xanh là cây xanh nước biển. Trên này thì sao? Trên này thì tương tác được mỗi bông hoa này không có gì mặt này mặt này không kích được mặt này không 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 kích được này không có gì cái này nó như kiểu cái 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 sáu cạnh ấy có một cạnh khác bốn cạnh còn lại thầy ơi đây mặt này không tự được bên dưới mặt có hoa huy hiệu kìa bên dưới mặt có hoa huy hiệu là gì chân hộp bên trái chân hộp bên trái cái mặt bốn màu nhìn khác cái chân nó bình thường mà nhở bên trái cái mặt có hoa bên trái cái mặt có hoa là cái gì bên trái cái mặt có hoa là cái gì bên dưới của mặt có hoa chân hộp ý hộp nào hộp này á dưới bên trái mặt bốn màu đây mặt bốn màu này dưới bên trái là khu này Cái chân ngay sau cái hộp mở nắp Cái chân ngay sau cái hộp mở nắp Chân này á à? Rồi à. rồi 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 Đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi Ồ oh, một cái ngăn kéo Một con bọ rùa Lấy được một con bọ rùa con bọ rùa hình tròn không mở được nhá. Bọ rùa, bọ rùa sẽ đậu vào lá cây. Bọ rùa sẽ đậu ở đây. Đéo phải các bạn ạ. Bọ rùa sẽ đi hút mật. Đéo phải luôn. Được con bọ rùa mặt tròn. Đây 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 đây. đéo phải. ô oh, tự nhiên ấn nút vào đây này tự nhiên ấn nút vào đây này chỗ này có gì nào ô đéo cái chỗ này có gì nhưng mà tự nhiên ấn vào đường này Con bộ rùa này không mở được Con có cái con bộ rùa này nó như kiểu một cái chìa khóa hay sao ấy Cánh nó Ừ hình như bên bên trong nó có gì ấy À đây mở cánh à đây đây, đây. Đúng, rồi, đúng rồi đúng rồi đúng rồi Nó 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 có cái cái lẫy này Bây giờ làm sao để mình mở mình mở được nó ra Đéo phải Mấy cái hạt tương tác được không à Click không được anh cũng đang nghĩ là cái cái con bộ rùa này mình phải gắn vào đâu chứ nhở Đúng là ở đây là cái cánh của nó có, có thể mở được này Bên trong nó giấu cái gì ấy Nhưng mà mình không tương tác được gì Ờ chắc là phải gắn vào chỗ nào rồi Gắn vào chỗ nào hình tròn tròn ấy Trên này là hết này Xoay cổ á à? Không được Xoay cổ không được Mình thấy có duy nhất cái đây hình tròn. Mình thấy có duy nhất cái đây hình tròn. Mà không tương tác được. Thử tương tác với hai mặt hoa văn. Hai mặt hoa văn là cái gì? Đây có bông hoa đây này. Đéo được. Hạt hồng dưới mặt xanh đỏ vàng Đây hạt hồng đây Không ấn được vào cái hạt này Ui chưa gì đã bị kẹt rồi Mấy anh em đừng đi xem hướng dẫn nhá Chúng ta hãy cùng nhau thử tìm cách giải thế nào Mọi người quan sát thử xem là Có có điểm nào đáng nghi không Tôi thì vừa lấy là nghi là ấn vào đây nhưng mà không được Ấn vào đây không không tương tác được hay là đây có cái gì nhỉ cái mặt này cũng chưa cũng cũng chưa tương, tương tác được gì này đây lấy bộ rùa là lấy đây mà bộ rùa là mình lấy đây mà nó là cái ngăn kéo chưa mở ra thôi à thế thì chứng tỏ ở đây có thể giải quyết được đấy Đệt trời ơi đấy từ từ ý gì ta mọi người có để ý cái cánh hoa không mọi người để có cái cánh hoa này nó 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 khác biệt không vàng vàng trên cùng đúng không vàng đỏ xanh lá xanh nước biển thì Từ từ Cái cánh trong thì sao Vàng Đỏ Xanh lá Xanh nước biển Rồi rồi ok 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 Vàng Đỏ Ok Ồ oh, Được cái khiên Cái khiên sẽ lắp ở trên đỉnh này đúng không Đúng hình luôn đúng hình luôn này À mình sẽ phải làm sao cho tất cả cái này Từ từ nhá 6 viên 3, 3 1, 2 Thế thì cái này sẽ ở đây Đúng không Trời ơi Trời ơi Bộ rùa Bây giờ mới nhét bộ rùa vào này Uầy My brain Lại một thế giới mới được mở ra Rồi con 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 bọn rùa này À mình xoay cái này cho nó có, có một cái đường đi này Ok Wow Wow à con bộ rùa này để vào lấy item ui, ui. Rồi sao À cho xuống cho xuống Đó à, không phải à Ủa à, à, Lại còn vậy nữa Rồi nó chui ra Đây rồi đây rồi đây rồi Tôi nghĩ là bây giờ rồi bây giờ mới mở được nó ra này Chúng ta lấy được một cái hình uh, mặt cú mặt cú Rồi ok từ từ xem cái mặt cú này lắp được vào đâu nhá Xem mặt cú ấy lắp được vào đâu này Mặt cú hay là lắp vào cái chỗ vừa mình mình vừa mới làm này nhở Chỗ này có ích lợi không Ờ đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi đây, ở đây, ở đây. À, sao sao? chắc là câu đố này giải quyết sau câu đố này chắc giải quyết sau ok chúng ta sẽ đến cả cửa thứ tư luôn cửa thứ tư luôn ui cái mày không biết có dài không nhỉ mẹ đang chơi đang hay chơi đang hay một cái dương một cái dương ở đây ở đây khả năng là thiếu 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 cái uh, tay nắm để vào vặn này Đấy, già bấm vào mắt đó một cái mỏ neo cái mỏ neo này hình như ở một cái chìa khóa ấy an cho Đây 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 đây. Theo hình thì phải tìm năm cái mày đây đúng rồi. Ờ à, vỏ sò à, chắc mở được. Mở được không? Không mở được à? Nhét mỏ neo vào. Không phải. À. Khả năng là nhiệm vụ của chúng ta sẽ phải mở cái dương này, bấm vào mắt này là nhìn là ra này. Một con cá ngựa. Con cá ngựa này nhìn như kiểu cái mở bia ấy nhỉ? À, tô lú vít à ok bốn mặt đã xong đây ui gớm thật đấy lấy được một được một con thuyền modern ship à dưới dưới đít nó có gì nhá ái già modern ship whip sertan Tôi nghĩ là cái này đó là cái chìa khóa này đây, đây đây trên này có gì này Trên này có gì này Hình tròn à Chưa mở được À đây vỏ sò lắp đây Vỏ sò lắp đây Ngọc trai Ngọc trai lắp đây Rồi, cái gì đây? Là sao? Từ 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 Ý nó là muốn mình làm gì nhở? Xem, xem 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 có cái cái mật mã ở ở ở đâu không? Hay là nhiệm vụ của mình phải kéo tất cả xuống xuống dưới cung? Ủa sao nó sáng vậy? À, vào vị trí đúng thì nó sẽ sáng à? Rồi 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 rồi, hai cái này đang đúng này. Bây giờ tìm chỗ đúng của cái này này. Rồi. My brain. My brain. Ôi giời ơi. My brain. Ôi có chuyện rồi, đéo cần hiểu, đéo cần hiểu. Lại rùa Mẹ rùa đâu ra mà lắm thế Em vừa tìm bản thuốc game này nó ghi là có viết hóa đây Anh tải bản đấy đây có Viết hóa đéo đâu À con thuyền con thuyền con thuyền Ok Thuyền đi đâu Thuyền đi đâu Về đâu À Mình xoay làm sao cho con thuyền nó đi được vào giữa Đúng không À. giờ, ô, con thuyền này nó sẽ đi sát về bên tay trái. gặp nước thì sao? gặp nước thì dễ, gặp nước thì nó dễ, gặp nước thì nó dễ à? từ từ nhá bây giờ ok đến đến đây này gặp nước là sẽ rẽ này gặp nước sẽ rẽ này Rồi vào đây đã này nó sẽ vòng đường này ô đệt có nghĩa à, mình làm sao mình phải đi giật lùi mình phải đi giật lùi mình phải đi giật lùi ờ à, thì nó sẽ phải à... ô, mẹ nó Nhìn cây thế nhở Đây nó vòng đường này Đi vào đây đúng rồi đang đi giật lùi này Đang đi giật lùi này Rồi từ đây nó sẽ cắm vào bên trong này Cắm vào bên trong cái mình tắt cái nước ở bên trong đi này Rồi Hủy diệt Hủy diệt Ôi một cái thuyền rất là to Đây rồi. ai à, giờ đánh lửa, đánh lửa, đánh lửa. Đánh lửa. Ui, hít 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 hít. Ui, lửa cháy vào trong thuyền, kích hoạt những cái đại pháo bắn vỡ được cửa cửa kính. Bắt bài. Solo Free Fire với tao thắng 400 triệu thua mất 5 triệu Đéo nhá À cái này hình như là thiếu vô lăng đúng không? Cái này hình như là thiếu vô lăng này các bạn này Ồ oh. Ở đây tương tác được này Ồ oh mai bờ rên mai bờ rên uầy bóng ma có có bóng ma trong này đây là như kiểu cái phòng nghỉ ngơi của các uh, thuyền viên đấy mẹ cái gì đây ok cái gì đây Hình như là làm sao mình chặn cho cái con này nó không di chuyển được nữa thì phải. Mình nhớ không nhầm thì nó giống một cái trò gì ngày xưa mình từng chơi ấy. Mẹ nó đấy. Thôi chết rồi. Thế này nó vẫn thoát. Đúng rồi. Nó, nó 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 giống cái trò gì ngày xưa mình mình từng chơi. Làm sao không để con này nó di chuyển vào các ô đỏ này? Thế thì mình vây mẹ từ xa đi. cái đoạn như này là ok đấy nhở. Ok. Nó đi về này, nó đi về này. Mình chặn phát từ đây mẹ luôn này. Chặn luôn ở đây này. Chặn đây này. Ờ chặn đây này ủa chết rồi. Chặn này đéo được rồi. Bây giờ mình sẽ làm sao để nó đi nó đi xuống dưới. Ok này. Ôi vẫn đéo được mẹ. Thế này nó vẫn đi được hai nước. Thua rồi. Mấy cái bước đầu của mình là 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 chuẩn xác rồi đấy nhở Đây này. Đây này. Ok mình mình đuổi nó. Mẹ Chị đã thua mẹ rồi Ô này chắc chắn này Ô này này Mẹ thật ra chặn đây thì chặn đéo đâu thì cũng chết Chặn đây nó đi lên đây cũng chết Mà chặn đây nó đi lên đây cũng chết Ô oh, sao vừa lấy mình đánh được nhiều lắm cơ mà oh. Mẹ lại sai sắc rồi Chặn mẹ từ xa đây Mày đi xuống dưới đi Bận đéo được Cái phương án chặn chặn đạn từ xa cũng cũng không hiệu quả Mình phải dồn nó về một góc Chắc chắn cái đầu tiên là phải ở đây Ở đây là hợp lý này Ôi mẹ cái này khó thế nhở Rồi 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 Bước này là ok này Bước này đến đây là ok này à... Chặn thế này cho đi xuống này đúng không Chặn hẳn mẹ Ok Xuống đây Xuống À mày 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 mày, mày định lao vào đây Mày định lao vào chỗ này đúng không Mày định lao vào đây đúng không Rồi mày chết mày chết mày chết Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Bơi hộ, bơi hộ. Bơi hộ. Chúng ta lấy được cái vô lăng. Vô lăng ra bên ngoài lắp. Chính xác. Chiếc thuyền tách ra và lộ ra một viên ngọc. Hủy diệt chứ còn gì nữa? để ý cái viên ngọc này ở đít nó có hình tròn đấy các bạn nhớ. Oh, quay về luôn rồi à? À, cái này cho bức tranh. Cái này cho cho bức tranh. Nó à, phải à? Ok, oh, cái đây cho đâu nhở? đây chăng không phải cái chỗ này là cho vào cái mề đay à cho cho cái mề đay vào ơ à. làm béo gì còn 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 cái gì để lắp nhở đồng hồ thì hoạt động rồi À Giọt nước, giọt nước, giọt nước, giọt nước, giọt nước Rồi ôi Mở cửa Rồi, nó có một cái bàn Xuôi Xuôi Đây rồi, đây rồi, đây rồi Bây giờ xoay cái này chiếu vào Đúng rồi Uầy wow. Hịn luôn Hịn luôn Chúng ta lấy được cái đồng hồ Quả lắc tiếp theo rồi Cái mặt thứ hai đây rồi Cái mặt thứ hai đây rồi Lắp vào đúng không Đôi khi lần này nó sẽ mở ra bốn cánh cửa mới Mình đã vượt qua cái Intinium rồi Bây giờ đến Nesert Uầy wow. Gây mày khoai nhờ Gì đấy mà đã gì đấy À đi lên tầng 2 Đi lên tầng 2 Xem tầng 2 mấy cửa Thông thường con game này thì độ khó nó sẽ tăng dần Độ khó nó sẽ tăng dần các bạn ạ Đây mới chỉ là map 1 thôi Bây giờ đến map 2 này Ờ Ok chapter 1 đã xong Tiếp theo chúng ta đến với cả chapter 2 mỗi ngày vượt qua hai cháp thì hoàn hảo. thật ra khó là khó với cả mọi người thôi, chứ còn với anh thì các cái câu đố nó vẫn vậy mà. ôi tầng 2 còn đúng một cửa con ạ. nhưng mà máy móc trên này thì hơi nhiều, <laughs> chỉ có một cửa thôi nhưng mà máy móc hơi nhiều. Ok, cái này là lắp 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 cái gì vào này. À, kích điện, kích điện, kích điện, kích điện, kích điện. Cái này là khả năng là thiếu nhiều vô lăng này. Chưa hoạt động được này. Quay được nhá. Cái này quay được này. Ái à, ấy dạ. Cũng thiếu, cũng thiếu item. Thiếu luôn, nhìn là biết thiếu mẹ luôn. Thế đi giải cửa trước đi Giải cửa trước đi Tưởng là không có cửa chứ đấy Cửa nhiều đây còn gì nữa Uầy trong cái hòm này Không mở được Cái này nó nhiều cái tủ lạnh các bạn ạ Đây là cái cái tủ lạnh <laughs> Ôi trời ơi Vừa vào đã mở được luôn hình như là làm sao cho tất cả những cái này nó đều sáng đèn đúng không cái nào dài nhất hủy diệt oh. Cái này nó nhiều kính 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 viễn vọng ấy Thế thì khả năng mình phải nhét cái gì vào đây rồi Khả năng mình phải nhét cái gì vào đây rồi Ok tiếp nào Ở đây có cái Toluvit này À đây kính đây kính đây kính đây Kính đây Không mở được à Cái này không mở được à rồi có Tolovit và một cái kính Cái này thì sao Ui giời ơi Mẹ đúng đố trẻ con Bàn tay tha nốt Bàn tay vô cực Cắm tôi ở đây Rồi mở đây Cái gì đó Bom à Bom hẹn giờ à Thì ra cái bàn tay vô cực Sau khi mà Thanos nó sử dụng À sau khi Iron Man sử dụng để tiêu diệt Thanos Nó bị hỏng Và bây giờ cái tác dụng của nó là Để cầm bóng đen Còn mẹ từ một cái bàn tay có thể hủy diệt được trái đất bây giờ dùng để phát điện cầm bóng đèn Cái này mở được không? Cái 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 này chưa mở được, cái này chưa mở được. Thế thì mình lên đây mình kiểm tra này đi. Nhưng mà mình nghĩ là mình phải đặt cái gì vào đây chứ. À, hay là Mai brain <laughs> Ủa Ô. oh để lấy một cái mắt kính các bạn ạ bảo sao rồi Úi rồi Đệt game gì đây rồi 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 từ từ nhá hình như là phải di chuyển mấy cái bóng đen này Ui, mẹ tôi ghét nhất cái con game này đấy chết mẹ rồi thể loại game mà mình ghét nhất đây rồi Mẹ, đây là thể loại game mà mình ghét nhất luôn ấy Thấy bà rồi, thấy bà rồi Ví dụ như ở cái này cho lẽ cắm vào đây Thì muốn thế thì Muốn thế thì Má, wow, cái thể loại này à, cái này lên cái này cắm sang xuống ok một cái này hai cái này dồn hết đống này lên đây đi dồn hết đống này lên đây làm sao sáng được bốn cái đèn đúng không ờ à, mấy cái này đổi cho nhau tiết kiệm được cái diện tích này đúng không tiết kiệm được diện tích này nhét này lên này Ôi rồi ơi Dăm vào game này tôi giả vờ là tôi ghét nó thôi Tôi ghét là vì nó dễ quá Tôi ghét vì nó dễ quá Chứ đéo phải là ghét vì nó khó Rồi Kích hoạt rồi Bây giờ để lắp vào đâu này Đây đây lắp lại vào đây Lắp lại vào đây Lắp lại vào, vào đây nó sẽ hoạt động đúng không Ồ oh. rồi sáng đen xong làm gì ủa hình như thiếu mẹ dây điện cắm ở đây sao ấy sáng xong không tương tác được dưới này cũng không tương tác được ơ thường phải có cái gì ở đây chứ nhở từ xem nào xem xem còn cái gì mình chưa tương tác không ờ cái tủ ấy chưa mở được này cái tủ ấy chưa mở được này bên dưới bàn tay không ấn được không ấn vào đây được hình như là mình phải tìm kiếm cái gì ấy cái hộp chốc tay mở nắp được không thầy Đây đúng không Cái hộp này á không được Cái này xong rồi này Chưa Thông minh làm sao được như căn Ở, ờ, mình nhìn thấy ở đây có một cái nắp nhá Có khi là không phải mở ở cái đường dưới này đâu Mà mình phải mở từ trên này Thấy thằng Căn nó bảo nó chơi game này 30 phút phá đảo các bạn ạ Mẹ có tin được không Chắc ăn tục nó phét nhở Thấy chơi game ngu bổ mẹ ra Không anh cũng đá đều gì mày đâu Anh khen mày mà Cái này không tương tác được này Cái tua vít mất rồi cái 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 tôi viết mất rồi À vặn lại vít à? Giờ mình vặn lại vít à? Không phải, không phải, không phải các bạn ạ, không phải. Từ từ nhá. Cái cuối cùng mà mình tương tác là mình lắp lại cái quả bom vào trong cái tay này và nó sáng đèn xanh và cái tôi đang nghi ngờ là cái cục này này. Nhưng mà không không không, không tương tác được. Nhìn từ trên xuống thấy một cánh cửa bôi màu hồng á. Làm sao nhìn được từ trên xuống Cửa này á à? Cánh cửa này cánh cửa mở ra rồi Thế thì khả năng là nó đang có một cái câu đố gì đấy Ở đây mà mình chưa nhìn ra các bạn ạ Cạnh hộp Đây mình đang mình 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 đang nghi nghi này Nghi nghi mấy cái cạnh hộp này này Để xem cái nào nó đặc biệt không Cái nào nó khác biệt không Không có Không có cái nào khác biệt cả dưới đít găng tay tương tác được không đây á đây này nó nhiều cái phích cắm đây các bạn này ấn vào đây là nó ra nhảy luôn không có không, không tương tác được vào hai bên một chân bánh răng ờ à, đây 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 rồi đây rồi đây rồi ôi rồi ôi hóa ra nó đây các bạn ạ bật công tác này tắt đèn đi trả lại tâm trí em meo 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 giải quyết gì ở đây à có vậy à? có vậy à? đấy bây giờ mới, mới có điện bây giờ mới có điện này rồi đây phích cắm đây phích cắm đây phích cắm đây đấy tôi bảo mà rõ ràng phải cắm cái gì vào mà À. À. <laughs> Có ra bây giờ Làm sao để nó cho nó xòe, xòe Xòe tay ra đúng không Ủa vậy thôi hả Lấy được quả electric My brain, my brain. À, mẹ cái tầng 2 này lại còn có 4 tầng cơ. Tầng 2 này còn có 4 tầng cơ. Ok, thế thì đi luôn. Mình kiếm đủ 4 đồ ở trong uh, mấy căn phòng này đã rồi mình ra ngoài. Ôi trời ơi các bạn cứ mời tôi PK thế, mẹ tôi biết gì mà PK. Gì đây vừa vào nhìn thấy Mở luôn Pin con thỏ cực âm cực dương đúng không Pin con thỏ cực âm cực dương này Bây giờ kiếm pin con thỏ ở đâu mới là vấn đề này Ở đây có một ui Vuông tam giác tròn Nhưng mà ở đây lại không phải là x Không gì là những cái biểu tượng ở trên tay cầm Đây Vuông tròn tam giác đây Hình như Ở kìa Rồi yeah. Có ổ khóa Ok thiếu chìa khóa Thiếu chìa khóa Nút gì đây À, Hình như bấm nó xong rồi đặt cái gì vào đây các bạn ạ Bấm nó xong đặt cái gì vào đây Tun Chúng ta lấy được một cái tun Chân nó có bốn cạnh nhá Chân nó có bốn cạnh Một cái tun và chân nó có bốn cạnh Ôi đúng luôn đúng luôn đúng luôn đúng luôn. Đúng mẹ luôn. Ơ à, đéo phải à? Mẹ tưởng đúng. Đây cái các cái cạc, cái cạc này nó chỉ cốt truyện thôi, cái cái nó chỉ cốt truyện thôi. The Air in the laboratory, một số người chơi chưa vượt qua con game này đã bắt đầu đi hỏi người khác là chưa phá đảo à các kiểu. Những người đấy thường đéo biết chơi. Bạn đừng quan tâm đến họ nhé ok Rồi cảm ơn Căn nhá Đi mẹ tự nhiên con game một đá của mày Căn ạ Đéo hiểu oh, pin đây pin đây pin đây pin đây Battery này Lắp pin vào <laughs> Có pin có pin Úi dồi Mẹ cái này nó gì đây À Thế thì mình phải lôi cái vàng này về Lôi cái vàng này về này Mẹ cái này tôi vượt qua mãi mà Xong rồi cái xanh nước biển này Ui dễ Ra cam này Xanh là cây Ui dời dời Tiền đốt nét đéo nào Đéo ai lấy gì của mày Xuôi Điện đóm kinh không Bây giờ có một nút xanh và một nút vàng Nút xanh tác dụng là kích hoạt cái máy này Và nút vàng giống nút xanh chỉ khác màu À Mẹ vừa xong mình tưởng là lắp cái gì vào đây. đây 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 Mê từng level này Dao cạo dâu này Cái này Cái này mới giống là lắp vào đây các bạn ạ nhở yeah. Đấy Rồi, bây giờ tôi nghĩ là mình phải lôi được cái này ra. À đây, đây đây đây. À, đéo phải à? Mọi người có nhìn thấy ở đây nó có một khe không? Hả? Phải <laughs> mà ra cầm được lên luôn. <laughs> Thế mà vừa nãy còn tìm cách để mà mở nó khi mà để ở dưới đất, được chưa? Đặt này vào đây là được đúng không? đây tròn vuông tam giác các kiểu đây mẹ bắn hai này mình vượt qua còn nhanh hơn bắn một ok một cánh này cánh bên này nữa này ok mở cửa này Tín, game này hay mà Dòng này anh thích mà Mày cứ game đéo gì mày đéo chơi được Mày 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 lại gửi sang cho anh Ghét cái kiểu đấy vậy đái ra Chơi thì kém mẹ à, Ờ có cái chìa khóa các bạn nhá Có cái chìa khóa Chỗ nào đang khóa nhở À vừa nãy mình có mở cái ổ khóa đâu nhở đây 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 một cục ma chin pạt ma chin pạt à... còn chỗ nào đây à à chỗ này mình mình mở rồi mà còn đâu nhở đây chăng đây chăng Chính xác, chính xác, chính xác Ui chết mẹ, từ 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 Hình như hiểu hiểu, hiểu hiểu ra vấn đề Hiểu hiểu ra vấn đề Là nếu như cái răng cưa ở đây Thì cái răng cưa cũng phải ở đây cái này đúng này mẹ. Vặn nhảy đã này Lùi về một cái này Ok lại uh, vặn Như này Lùi về hai phát Một phát này À mẹ cái tròn Ơ ờ, làm sao được nhở Vuông mà ở đây Ôi ơi, bố tổ. Mẹ nó nữa. Bảo sao thì sẽ sai. Rồi. Cái cái tròn này cứ ở đây đây. À, cái vuông. Cái vuông xuống đây, cái vuông xuống đây. Xoay xoay một cái, xoay một cái. Tròn cái tròn ở đây. không à cái tròn phải đây chứ tròn phải trên này cái này phải đây rồi như ai mới đúng này như này mới đúng này bơi nhiệm vụ là làm sao cho cái xanh này lên thì cái này xoay ngược về một cái này cái này xoay ngược về cái nữa này ha <laughs> ha my brain my brain mà em nhìn ra nhìn ra công thức cái là nó như vậy đấy chỉ cần hiểu được cái cái cách cách hoạt động của nó thôi lát collected ok món đồ thứ hai món đồ thứ hai đã được lấy giải quyết luôn tầng 3 mình hiểu mình hiểu cái hoạt động của nó cái là cứ thế mà mà qua thôi hình như là mỗi chat là sẽ có 4 tầng mỗi chat sẽ có bốn tầng và Công nhận mẹ quả con game mình bảo mình chơi xong rồi nhờ anh em hướng dẫn cùng đéo nhờ anh em tí nào ạ, sợ thật đấy. Giải nhanh quá. Không có cơ hội cho cho anh em thể hiện ạ, mẹ. Cái này chưa tương tác được này. Mai tuyển bạn già cho vào team phá kết ngân hàng. Ui, bạn ơi sao mày cái vấn đề nhạy cảm thế bạn 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 nói khơi khơi vậy Có rủ thì phải bê một mật chứ bạn khơi khơi này thì đây nó như ở một cái kim đồng hồ ấy nhờ à đây 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 lắp vào đây lắp vào đây lắp vào đây rồi lấy được một cái miếng hình tròn này mê item này bên này có mở không Vêu Từ từ nhá Cái này nó đang không hoạt động các bạn ạ Mẹ tôi thấy bắt đầu cái bàn này là bắt đầu hơi bị nhiều đồ đấy Ờ à, Ở à đây 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 Lắp đây lắp đây, 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 đây Không phải à Cái này nó đang bị khóa bởi cái Bởi cái miếng da này Bây giờ mình sẽ phải tìm cái chỗ mà để lắp cái veo này Đây 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 à, Đéo phải luôn à ừ uhm. nào, còn chỗ nào nữa? Trên đầu thì sao? Mà cái van này đều đéo lót vào đây. Vào đây hình như là lắp cái nhiều hình tay nắm cơ. Cái này có vặn được không? Có vặn được đấy. Rồi đấy, mẹ còn phải thế này cơ. Rồi, kia 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 kia. Kia. Vào được chưa? Chưa vào được. Thế thì lắp vào chỗ khác. Kia. Hay là lắp vào chỗ nào ở đây không? Ờ. À... Cục này Cục này cục này không tương tác được nữa Chưa có đủ điện này Hay là dùng để mở mấy cái này Không phải Đây Rồi bây giờ mới dùng được Mở À, bây giờ mình làm sao để tạo cho nó một cái rãnh để mà đi Đây Đơn giản Đơn giản Ui giời ơi. Mở Ui hóa ra đây là cái tàu hỏa các bạn ạ Đây là cái tàu hỏa Ok chưa đây, đây rồi đây rồi đây rồi Nhìn nhìn ra luôn nhìn ra luôn này Nhìn ra luôn này Nhặt cái cờ lê đã này kiểu vặn để tiếp nhiên liệu ấy nhiên liệu sẽ chạy theo cái đường này đi qua đây đúng không vậy thì mình sẽ phải biết được ba cái con số ở đây là gì có lê vặn được này không mai rên ngay À, ông tím, ông tím đúng không? Ông tím này. Ông tím đây này. Rồi, 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 có nhiệm vụ của mình sẽ phải xếp cái ống tím lần lượt như này. Lên, ok, một ống này, đến đỏ này, đến đỏ này. Đỏ sang đây này. Ok, đỏ vàng xong này Ê, mà tư tư hai cái này bị trồng cây chuối mẹ ơi ok chưa vàng vàng sang vàng sang vàng sang vàng sang ơ à, đừng... <laughs> hai cái đây phải đổi vị trí cho nhau à. À, đút, đút 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 cái xanh nước biển về trước đi đút cái xanh nước biển về trước đi này ok này ok cái con mẹ theo thứ tự sẽ là vàng xanh lá xanh nước biển xanh nước biển xanh nước biển, xanh nước biển đến xanh lá vàng ok vàng vàng này đi này từ từ nhầm rồi đây như này đi như này đi như này cái 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 xanh nước biển này đang 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 đứng sai này Ok mẹ nó cứ nó cứ xô so le nhau lại. Cách A à, cách giải quyết đơn giản nhất. Đây, Cháo cái này đi. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái xanh này đầy đủ luôn này. Xanh này đầy đủ luôn thì bắt bằng cách này. À, kéo này sang đây, xoay nhảy rồi. Bây giờ giải quyết cái 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 uh, đỏ nhảy mẹ phải phải nghĩ ra cách ngay phải nghĩ ra cách ngay phải nghĩ ra cách giải quyết ngay giải bên phải không được thì phải chuyển qua bên trái bốn bốn hai mươi bốn hai mươi bốn hai khét lèn lẹt khét lèn lẹt giờ chắc chắn là hoạt động được rồi đúng không có nhiên liệu rồi mà ui rồi tôi 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 nghĩ rằng là mai chắc bề nguyên cái clip này up lên thôi bởi vì mình giải nhanh quá mà ok chiếc tàu ngoài xa một cái tác phẩm văn học cực kỳ nổi tiếng ok nó lăn bánh các bạn ạ và ở dưới đường dây hình như có gì ấy đây 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 cả chiếc tàu ngoài xa à gấp gấp thủ gấp thủ gấp thủ gấp thủ gấp thủ lại nghề lại nghề lại nghề lại là nghề hoàn hảo chả chiếc tàu ngoài xa thì là cái gì mày 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 không học văn à ôi cái này như kiểu cái lắp vào uh, ngực của thằng iron man ấy nhở? ôi so với cả tầng một mình giải quyết nó còn nhanh hơn ạ tôi có ông anh rể là thầy của thằng căn ngày xưa hỏi ông ấy có biết thằng căn không ông bảo mẹ cái thằng đấy học còn rốt có tiếng mẹ luôn ạ nhục hết cả mặt ra ra xong rồi ông ấy hỏi mình sao biết nó mình đeo dám nói mình bảo là không em 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 chỉ hỏi thôi tại vì à, em có bạn facebook của nó mà đéo biết nó là ai ông ấy bảo là hủy cái bạn nó đi không mà lây bệnh học rốt okay, tìm chỗ để lắp cái này À đây, quả bóng tròn tròn đây đúng không? Phải ấn vào, phải ấn vào. Thôi rồi, cái này giải quyết sau đi. Cái này giải quyết sau. Đi lên tầng 4 nhậu nốt đã. Nhậu nốt tầng 4 đã. Thế có đúng là ông anh rể tao là thầy của mày ngày xưa không? À, mày bảo nói điêu. Ý mày bảo thầy mày nói điêu nhá. Tao mách ông ý nhá Đường điện, đường điện, đường điện, đường điện này Từ từ nhá Ở đây có hai tia đi ra Thì mình sẽ phải chọn hai tia đi ra hai tia đi ra này My brain, my, my brain Ờ, hai tia ở gần nhau à Không phải, cái 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 sai, cái sai Hai tia gần nhau à? Ui, mẹ, cái 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 ngoài cung này sai bét mẹ rồi còn gì nữa không, đúng mẹ rồi Nó phải hơi lệch lạc tí này Thế thì chỉ có một đường duy nhất là đâm vào đây thôi các bạn ạ My brain, my brain <laughs> Rồi, giải quyết xong một câu đố Và bên chúng ta còn cái đèn cái đen và cái biển báo nguy hiểm, Ủa, cái gì đây cái gì đây nhìn ra luôn nhìn ra luôn, giấu với tôi này, ôi trời ơi bây giờ còn bơ còn cái đèn đúng không, còn cái đèn đúng không, gì đây cái gì đây, hình như là thiếu một cái gì để lắp vào đây, khả năng thiếu một cái gì để lắp vào đây, cầu chi cầu chi À, thiếu cái câu trì trên này. Đi tìm đã, đi tìm đã. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Rồi, có một cái phép tính ở đây. Có nhiều người học thì rốt không thể giấu rốt được. Xong rồi bị thầy cô bóc mẽ ở trên các trang mạng xã hội thì lên đấy bắt đầu kể lể là không quen cũng như nói thầy cô mình nói điều bốc phét những thành phần đấy không nên giao dụ chết chết đéo đọc nữa. Mẹ đéo hiểu cái con game này nó liên quan mẹ gì đến cái câu chuyện đấy gì. À, vặn này đúng không? Bóng đèn đây, bóng đèn đây. Bóng đèn đây, bui bui bui. Bui Lắp bùi vào này, lắp bùi vào này Đủ đèn luôn Dấu hiểu sao luôn đấy Cái nội dung đấy nó không liên quan gì đến, đến đến con game luôn Hoặc là đây là uh, nó liên quan đến vật lý <laughs> Mẹ cái này là sao ta À! Kéo được ra. À, rồi 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 hiểu 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 rồi. Cái này lắp vào đây như này đúng không? Ờ. À... Cái này là cái đéo gì tai nghe à? Vuông. đúng không đúng, đúng 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 kiểu như này à? à kính mắt kính mắt hàng hiệu kính mắt hàng hiệu là hiểu rồi hiểu rồi hiểu, hiểu, hiểu rồi hiểu rồi hiểu vấn đề rồi hiểu hiểu vấn đề rồi uhm... quả tạ bờ mình lôi quả tạ ra này từ từ xem xem lôi cái gì mới là hợp lý đã lôi cái gì ra mới là hợp lý kính mắt đây mình sẽ lôi cái này. Hợp lý đây Bây giờ đến cái kính mắt đúng không? Giờ đến cái, đến cái kính mắt, kính mắt đây thì đều được, đều được từ từ. Thế thì vẫn phải lắp một cái vào đây trước đã. Lắp một cái vào đây này kính mắt lôi kính mắt ra này đéo đây đéo là kính mắt cũng được đây kính mắt đây đúng rồi ô tự nhiên đầu óc rồi cứ điên điên nhá tự nhiên cứ điên 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 nào nhở? mẹ tôi tự, tự. tự nhiên giờ dở ưng, 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 cái, cái đoạn này nóng quá, ôi bật 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 điều hòa lên cho mát thôi. hôm nay giữ được 100 tiền giải mà kính mắt này kính mắt kính mắt. ô à, bị làm sao nhở? kính mắt Dây điện Rồi mẹ cái dây điện ra trước đi Chơi mẹ quả dây điện này đi Dây điện này Dây điện ra này Dây điện vào này Rồi 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 Dây điện vào này Ờ uh, quả dây điện uh, Dây điện to này Dây điện to này Ok xong Ờ uh, tay nghe tay nghe Tay nghe Cái này là cái gì Ghế à tai nghe tai nghe cái 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 này đây 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 nó đây nó đây nó đây thì uh, đây kéo tạm cái này vào đây cái này đi ra đấy này lắp cái tay nghe vào này uh, lắp tạm cái này vào đây đi ra đây kéo cái tay nghe vào sao ok uh, đến hai cái ghế hai cái ghế kéo ra này kéo cái này ra này cho ghế vào này rồi ok này đặt cái này vào đây kéo nó sang bên kia này rồi đặt đúng thứ tự này trời ơi thế vào vừa xong mẹ loạn đau pháp mải nghĩ về chuyện của của thằng căn quá rồi mai bờ My mai brain, my bờ brain. mở 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 đấy mở tỏi đấy mở tỏi đấy một quả cầu điện Hình như là chúng ta dùng tay không Không thể cầm được vào nó Cầm vào là sẽ bị điện giật Vừa hay tôi lại phát hiện ra một cái gì đấy ở đây Electric Blood nhưng À phích cắm phích cắm phích cắm Phích cắm Đây là cái gì Phui xe à À đây 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 đây, đây, đây. Ui. Wow. Teo la vãi lìn nhờ đúng kiểu teo la vãi lìn Bây giờ kiếm cái chỗ để mà Lắp cái uh, Ổ cắm này vào Phích cắm này vào mà Lắp đâu nhờ teo xa nhầm teo xa à. đây bên này bên này bên này bên này bên này bên này chết mẹ tìm công thức đúng rồi chỗ này mình chưa có công thức Công thức nằm ở đâu nhở Bỏ mẹ công thức cái cái đấy nằm ở đâu nhở Manh mối nằm ở đâu ta Từ 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 Nó Nó đang giấu mật mã Cái này ở đâu Mình phải nhìn ra này bốn cái bốn cái một hai ba bốn nó giấu đâu nhở trong này có gì không đúng rồi cái câu đố này vừa lấy mình 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 chưa giải quyết được mẹ nó chỉ ở đâu đấy quanh đây thôi cái này là xong rồi này cái bên này là xong rồi bơ còn mỗi bên kia thôi làm sao kích điện được ở phía bên kia Chắc là không phải cục này bốn cái thằng hàng nhau thì đơn giản quá Không, nó, 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 nó sẽ phải có một cái trình tự gì đấy Trình tự gì đấy, ví dụ 4, 2, 1 Nó nằm ở đâu nhở Hay là mình phải cắm cái phích cắm này vào đâu thì mới ra mật mã này Mà mình chưa nhìn ra cái chỗ cắm luôn đấy Kéo hết lên trên thì bình thường quá kéo hết lên trên là cái lúc vừa vào thế cái phích cắm này dùng sau à mẹ nó giấu đâu ấy nhờ cái cột bên trái bốn nút gạt gạt có ngăn ẩn kìa cái cột bên trái cột bên trái cột bên trái là cột nào chỗ cần gạt à đây ở à, đây, đây 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 à mẹ nó ba bốn hai ba bốn hai ba ba bốn hai ba ba bốn hai ba ờ nó 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 can lộ lộ thế mà mình không nhìn ra nhờ mẹ mình đéo để ý cái đấy cắm vào à Mẹ can, can 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 lộ lộ vãi ra Game này còn lâu mới xong Ui Chói mắt quá à. Ui Một cánh tay từ một cái cổng không gian Nó đưa cho mình Ship đồ Ship đồ Có thể là trong tương lai là cái dịch vụ ship đồ nó sẽ như này các bạn ạ Đấy các bạn chuyển gọi thôi là nó sẽ mang rồi. À, cục nguồn cục nguồn cục nguồn cục nguồn. Có nguồn rồi, có 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 nguồn rồi. Mang nguồn về này. Nguồn sẽ lắp vào đây đúng không? Nguồn lắp vào đây. Chính xác. Gạt cần. Chưa. Chưa hoạt động à? Ờ chỗ này như chưa được Ok để xem nào xem còn cái gì nữa Đằng nào cũng phải giải quyết cái câu đố này thôi À bóng đen Được luôn Mọi à, hình gì đấy Đây 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 đây, bốn, bốn bốn cái gì đây? Bóng đèn răng cưa, quạt phích cắm. Nhớ luôn, bóng đèn răng cưa, quạt phích cắm, bóng đèn răng cưa, quạt phích cắm, bóng đèn răng cưa, quạt phích cắm. Bóng đèn. Răng cưa. Quạt phích cắm. Quạt phích cắm. Những cái nếp nhăn của não của mình nó nhớ, nó nhớ tốt thật đấy. Nhớ tốt thật sự luôn đấy. Ok. Vẫn không chạy, vẫn không chạy. À, còn, còn 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 một câu nữa, còn một câu nữa nằm ở đây. Một câu nữa nằm ở đây. Đèn à, ok. À. mai bờ lên mai lên tôi giả vờ ấn linh tinh thôi giả vờ ấn linh tinh thôi nhưng mà thực chất công thức nằm ở trong đầu hết rồi <laughs> quay rồi quay rồi quay rồi có điện rồi rồi gạt cần đấy xanh rồi xanh rồi xanh rồi xanh rồi này gạt cần ôi rồi ôi ê, làm sao mà có thể chơi hủy diệt được thế này nhờ rồi không hiểu mình qua cái giai đoạn hướng dẫn chơi chưa mà game dễ thế ủa à đây à đây rồi đây rồi mở ra Ua. bây giờ tôi mà chơi tiếp thì phá đảo mẹ mất bây giờ chơi tiếp thì phá đảo mẹ mất phí mất cái con game hay lên tầng 3 quá rồi thôi đi leo danh lên bên huyền thoại thôi mẹ chơi chơi đến đây thôi mai bờ rên ai tên mai nhột lắm quỷ diệt ạ à. quỷ diệt thật không nhưng mà hai cháp sao còn hai cháp phải còn ba cháp chứ còn ba cháp chứ Rồi Để xem xếp chưa nhá Main menu này Continue này Mới xong hai cháp thôi Phải còn ba cháp nữa đúng không Ôi okay, có, 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 đúng đăng lên tầng 3 không yếu hiểu cái con game này nó việt hóa để làm cái gì luôn đấy Mẹ câu chuyện thì toàn đá đều học sinh yếu kém Mẹ cái công trình công nhận cái ông nào nghĩ ra quả game này, thiết kế được quả đồ họa này cũng đẳng cấp đấy nhờ. Đéo biết NCN có làm được con game như này không? Mẹ một cái máy của nó biết bao nhiêu câu đố ạ. Ok đấy, thôi. Con này hôm nay đến đây thôi các bạn ạ. Bởi vì tôi mà chơi tiếp thì phá đảo nó mất. Mình phải để dành cho ngày mai chơi tiếp. Còn có game để mà chơi. Hay quá, game hay quá. Lâu lắm rồi mới có một cái con, con game giải đố mà mình hứng thú như này. Rồi, tạm thời để dừng con này vất đã. Đi đánh lên Huyền thoại thôi.